bạn, đây là khẩu phần ăn buổi trưa của mình. Hay thế, cho buổi sáng trời mưa luôn á. Giới thiệu đi. Trong khẩu phần ăn của mình thì gồm có thịt luộc, chả cá, bún và leo. Rau đâu không thấy vậy? Tại vì mình không có ăn rau, nhưng mình ăn leo hay hết rau. Bởi vì mặt mình mụn không? Vì chính giữa là nước tương mà mình chuẩn bị. Còn này là của mẹ mình với bom mình đó. Rồi bây giờ sao? Bây giờ mình sẽ ăn nha. Mời mọi người luôn mới được. Mời mọi người cùng ăn. Đó. Bây giờ mình sẽ ăn cho các bạn xem, khi các bạn thèm. Đây là đũa mình chuẩn bị hôm nay. Thì mình sẽ ăn thôi. Đầu tiên do là mình là một người rất là thích ăn thịt. Bây giờ mình sẽ ăn thịt trước. Do là mình là một người rất là ăn thịt. Bây giờ mình sẽ ăn trước. Ăn uống trước nha. Thôi cứng không á. Có nhiêu à? Phải uống rồi rồi. Nhả không uống. Thôi chả thịt nha. Có mà mình thấy dê nè. Để cho mấy nước tương nha. Cho nó ngon. Được. Ngon quá. Ngon. Lên nữa. Xem nhà cá. Các bạn ơi mình cứ xíu nha. Mình xin các bạn. Mình xin đó, đẹp chưa? Giờ mình sẽ ăn dưa leo. Cho da nó đẹp. Rồi. Các bạn xem clip nhớ like và subscribe cho thân Trần. Nếu vui đó thì bấm thêm cái chuông cho mình nha, để ủng hộ kênh của mẹ mình. Ai này có đây thôi, mình dùng sẽ trả máy cho mẹ em rồi. Vậy thôi, bye bye các bạn.